Đây là thành phẩm tỏi ngâm giấm của mình nè các bạn. Đó, tỏi rất là trắng, ăn thì giòn thơm không quá bay mùi tỏi hết. Mời các bạn cùng vào bếp theo dõi mình làm món tỏi ngâm giấm. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay Lan Anh vào bếp. Bếp nhà Lan Anh hôm nay làm món tỏi ớt ngâm giấm. 300 g tỏi mà Lan Anh lựa cái tỏi nó tím tím, nó thâm thâm, nó vỏ nó dày như này, nó già. Cái già tỏi thì ngâm nó ngon hơn các bạn. Và ở đây mình có 7 quả ớt, cái quả ớt cũng vừa vừa thôi. Nói chung mình ngâm nhiều hay ít ớt, nhiều hay ít tỏi là do cái khẩu vị của từng gia đình nghe các bạn. Mình chỉ cần lựa một cái hũ mà đủ để ngâm các cái này là được nha. Nếu có hũ to thì ngâm nhiều để dành ăn không sao hết, mà nếu hũ nhỏ thì mình ngâm ít lại. Bây giờ mình lột tỏi ra, hồi nãy mình lột được một ít rồi các bạn. Sau khi mà lột tỏi xong, vỏ xong thì mình cắt một cái tép tỏi, cắt ra làm ba thành những lát mỏng như thế này nè các bạn. Đó. Bây giờ mình đi ngâm, ngâm nước. Mình rửa tỏi nha các bạn. Bây giờ mình ngâm tỏi, ngâm này là mình ngâm mình bỏ, sau này mình bỏ cái nước này đi. Trước hết thì mình bỏ vào đây là 100 ml nước nước máy, sau đó mình bỏ tiếp là 100 ml nước nước sôi. Để cho cái nước này nó ấm ấm nha các bạn. Ngâm nó hiệu quả hơn là mình dùng nước máy. Ở đây là 50 ml giấm để ngâm, ngâm cùng với nước ấm. Mình ngâm 300 g tỏi mà mình đã lột, đã xếp nhỏ. Bỏ tiếp vào đây 1 thìa cà phê muối. Mình sẽ đậy kín cái này và lấy. Ngâm cái tỏi này Lan Anh sẽ ngâm, có người thì ngâm 2 đến 3 tiếng. Nếu mà tỏi dày á, thì ngâm qua đêm. Còn ớt á, thì mình cắt khoanh hay cắt xéo hay cắt tròn, cắt như nào là tùy cái ý thích của mình nghe các bạn. Nhà mà không ăn cay thì các bạn không ngâm ớt, ngâm tỏi không thôi. Do nhà Lan Anh là có tất cả có ớt và đó nữa các bạn. Ớt mà ngâm chua ngọt cũng ngon lắm nha. Khi mà ngâm qua đêm luôn á các bạn. Đậy lại. Tỏi ngâm sau một đêm. Mình lấy tỏi ớt vớt ra các bạn. Tỏi ớt ra rồi á thì Lan Anh sẽ rửa sạch lại. Tỏi ra rửa sạch tỏi với nhiều lần nước rồi đó, thì mình sẽ phơi tỏi cho ráo nước nha các bạn. Mình đi nấu nước giấm, bỏ vào đây là 1 chén rưỡi nước lọc, thêm lưng 1 chén đường, lưng một chén giấm, bỏ hết vào trong cái chén rưỡi nước lọc. Bỏ vào đây 1/2 thìa cà phê muối. Nấu sôi cái nước giấm đường muối này lên. Tỏi ớt sau khi đã phơi khô ráo rồi, mình sẽ đem bỏ vào trong hũ kính. Cái hũ kính này mình đã rửa sạch, tráng qua nước sôi và để ráo. Đây là nồi nước giấm đang được nấu trên bếp. Tỏi của mình á đã được ráo nước này, trắng này, khô ráo nước rồi, mình bỏ vào trong keo. Cái keo này mình đã rửa sạch và trụng nước sôi để ráo bớt hăng hơn. Đó, tỏi bớt hăng hơn, tỏi rất là trắng các bạn. Trong thời gian chờ nước giấm thì mình lấy một cái túi ni lông, túi đựng 1 kg đường, mình bỏ một ít nước thôi ở dưới này, cột cái bì lỏng này mà mình gút này để nó khỏi tuột ra và nó cũng không bị, đừng có cột dây thun, bỏ dây thun vào đó nó ra cái chất dây thun trong cái nước giấm nghe các bạn. Rồi
nước giấm nó nguội á các bạn. Thì mình sẽ đổ vào đây nha. Đổ cái nước giấm đã nguội vào đây. Nếu mà có cái thẩu nhỏ hơn thì các bạn dùng thẩu nhỏ hơn. Rồi sau đó bỏ cái túi này vào. Đây là lý do mà mình cột lỏng các bạn. Cột lỏng để dễ bỏ vào nha. Nếu cột mà đó. Đó. Bỏ túi nước vào cho cái tỏi nó không có tiếp xúc với ánh sáng mặt trời á, thì mình sẽ dùng một cái túi ni lông này các bạn, và đặt cái thẩu tỏi vào đây rồi cột để che ánh sáng lại nha các bạn. Tiếp tục xách nguyên cái túi ni lông này, bọc thêm vào một cái túi ni lông màu đen nữa nha các bạn. Rồi mình cột hai cái túi này lại để cho ánh sáng mặt trời nó không lọt vào. Đến khi tỏi mà nó chua rồi á, thì không sợ nữa, lúc đó mình bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Chỉ cần một buổi thôi là nó chua các bạn, vì mình cắt lát tỏi rất là mỏng. Được một ngày rồi, mình lấy cái hũ tỏi ra. Của mình. Đó. Mình sẽ thử xem là đầu tiên sẽ rút cái bịch nước ra trà này. Đây. Tỏi rất là trắng, nước trong này. Những cái hũ nhỏ này nhằm để khi mình ăn thì ăn hết từng hũ một. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Lan Anh làm món tỏi ngâm giấm. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.